Alo mấy chị. Alo là hô lế. Hô lế là hai, lế một hô. You and myself are gone. You and myself are down. Chào mấy chị. Gì vậy? Tát ai đâu? Tát đâu? Lên về mai anh đào gì vậy? Đâu? Hả? Alo Thùng và Linh Dịch mai anh đào gì nè. Ồ dồ. Mia luôn. Đâu là cách vô đây vậy? Biết anh Linh Dịch nào? Linh Dịch mai anh đào, trời ơi. Xem, sao tôi rảnh vậy? Xem trang. Ok. Ok. Alo. Trời ơi, sao tôi làm cái gì? Sao vậy? Tôi tự nhiên cái tôi lên dệt mai anh đào, tôi giới thiệu cho người ta, tôi không được cái đồng điếu này không mấy chị? Tôi bị phụ. Đó, nè chị nè. Phải đi uống thuốc với giảm đau chứ không tốt nó đâu. Chứ thấy mẹ mai không có bill thứ chủ nhật, không có bill với chị. Thứ hai không có bill với chị chửi em tan nát đời qua em nữa chị. Tiền cái chị giữ còn hơn em á chị Minh à. Anh kéo bài viết coi thử ai đặt một trà bột của chị gì á. Kéo ở trên cùng ở trong chỗ tin nhắn á. Chị gì quên mất mẹ rồi. Hồi giờ em không uống nước nóng nha, nguyên ngày hôm qua giờ chườm bụng, uống giảm đau, uống nóng. Mẹ em nói buổi sáng ai đừng ai gọi em là vậy á. Buổi sáng mà tao nói vậy giống như là dùng từ sao. Ở trên đau bao tử, ở giữa đau đường ruột, ở bụng dưới thì 7-8 tháng éo có kinh mà bị nhân sơ vô lít là nó đau muốn chết luôn này. Xấy quạt đi. Còn cái thằng Tí đâu ạ? Tao kêu nó rửa hai cái quạt ở dưới nó đâu ạ? Trời ơi, cái thằng đó bữa nay bắt đầu nó dúng gì chí thiện, nó đỉ miệng xong rồi nó đi chơi rồi đó. Nhìn lên cho nó đứng im chỗ. Trời ơi mấy chị, nghỉ có ngày à. Thiệt sáng nay hả, đi lên đại học kiến trúc mà mồ hôi một cơ nó đổ vã. Mấy chị ơi, mấy chị ơi. Cho em cái nút chia sẻ đi mấy chị. Mấy chị đâu rồi mấy chị? Kệ nó. Nó ơi, nó xóa đi hơi đau, nó không lợi nó, mắc gì nó phải xóa. Liên quan gì? Gì vậy? Không biết ai đặt cái đó. Trong cái chỗ tin nhắn á anh à, trong phim bay á. Phim bay. Cái chị gì mà cái nick trên cùng nick thứ hai gì đó. Rồi lấy áo thun lại đây chỉ thiện như tí. Trời ơi. Vậy sao lấy? Em có thể. Vậy lấy đi. Đổi cái này được không? Đổi tay chị. Lấy cà bột thôi, cà bột đúng không? Đúng rồi. Ủa cho em quăng ra anh lấy gì vậy? Gì vậy? Cho em quăng ra anh hộp trà gì đó. Trời ơi, bữa nay bu điện chén thiệt chứ. Chỉ còn đơn sau này. Hôm nay bắt đầu Tết rồi đó. Trời ơi, bữa nay bán cái gì từ từ nha, bay từ từ nghe mà dập đồ ra cái tao xỉu, tao say sẩm luôn á. Áo thun. Trời ơi, hàng bữa nay gì nhiêu đó luôn hả? 2, 4, 6 bao. Trời ơi, chỉ ngày hôm qua, hàng ngày hôm qua đâu? Hàng ngày hôm qua để riêng đâu? Chiều giờ không tách hàng ra hả? Cuối năm rồi mua may bán đắt. Rồi, hàng gì đây? Mấy chị ơi, cho em xin lượt chia sẻ cho mấy chị. Mở ra đi, mở ra. Nó thun 160 không? Mở ra. Trời ơi, nghĩ có ngày chậm mẹ đó. Livestream còn 56 người coi. Mấy chị tắt like có lên đồ nam trước không? Mấy chị làm ơn, no, mấy giờ rồi? Làm ơn, không bán luôn đi. Không bán con mẹ được gì? Áo bữa nay 100 mấy, nè hôm nay em xả tổng cộng 13 áo thun, em xả hết 160 ngàn.
Em xả cho mấy chị nửa giá là 80 ngàn ha. Ngày hôm nay em sẽ xả hết áo thun cho mấy chị. Nè áo này người ta gọi là áo gì? Áo này gọi là áo gì vậy? Hoodie. Hoodie. Rồi hoodie nha mấy chị nha. Đây hoodie. Hoodie này khoảng cỡ dưới 75kg, 60-75kg. Rồi chốt giùm em hoodie 80 ngàn hoodie tím. Dưới 77kg cũng như hoodie tím 80 ngàn. Mà là giờ ra mạng á chị, giờ chị muốn, giờ chị muốn rõ hơn nữa thì em cũng thua. Mạng thì là 2. Chị bị nhân sơ, chị dùng thuốc tây không hết đâu. Em bị mà giờ nữa uống đông y thì em chỉ với thuốc cũng rẻ lắm. Tím của Hồng Khanh Nguyễn 80 ngàn. Cảm ơn gái, nhắn cho cái tin đi gái. Trang, tơ dép, tây bùi. Hôm nay em xả hết 80 ngàn mấy chị, xả hết, xả hết. Rồi chốt giùm em hút đi cam. Hút đi cam nha mấy chị nha. Mấy cái này con gái chị mặc cũng được, con trai chị mặc cũng được. Hút đi cam. Hút đi cam 80 ngàn mấy chị. À, hôm nay em xả 10 bao áo thun hết. Cho nên chị nào ngồi trên live đây. Dạ mai chị Hồng, mai mới gửi chân gà vô ngày hôm nay à chị Hồng. Mai giùm em nha chị Hồng, em cũng đang thèm muốn chết. Qua giờ bán 20 mấy ký không đủ ăn luôn á. Rồi hút đi vàng 80 ngàn. Hút đi vàng 80 ngàn của Hồng Khanh Nguyễn 80 ngàn. Hút đi hồng ruốc 80 ngàn quý vị ơi. Hút đi hồng ruốc 80 ngàn nha, vải co giãn nha mấy má. Giải co giãn tới hàng mặt tử luôn. 80 ngàn. 80 ngàn. 80 ngàn. 160 ngàn. 160 ngàn áo thun sọc tay. 160 ngàn dưới 85kg. Chốt giùm em sọc đen. Sọc đen 180 ngàn. 180 ngàn sọc đen. Chị nào chốt sọc đen. Dạ cái nào đọc cái đó nha chị Thao Nguyễn. Rồi lên tiếp tục 160 ngàn áo sọc chữ số 36. Con này là khoảng cỡ dưới 90kg cũng vừa. Chốt giùm em là sọc chữ 36. 160 ngàn sọc 36. Chị nào chốt sọc 36 160 ngàn chốt giùm em dưới 90kg cũng vừa. Rồi lên tiếp giùm em sọc đen mua giùm. Sọc đen mua giùm của bé An 160. Rồi chốt giùm em sọc xanh. Sọc xanh, sọc xanh dưới 92kg ha. 80.000 á Thao Nguyễn. Sọc xanh dưới 92kg 160. Chốt giùm em đen sọc số 36 nè. Đen sọc số 36. Hồng Mỹ Chi. Hồng Mỹ Chi cam 80.000 đi vô phụ vô lộn. Trời đất ơi. Mình là không dám quăng ra các mình nó ghi rồi ngồi đó nó sủ tóc trời. Dạ đúng rồi tay dài chị, đúng rồi chị. Tay dài chị, con tay dài vải đẹp lắm nha. Con tay dài vải rất là đẹp luôn, nhắc nhẹ nhẹ vải rất là đẹp. Sọc trắng. Sọc trắng 160 ngàn. Mấy con này mấy chị mặc lên xinh lắm. Sọc trắng 160 ngàn. Tiếp tục lên hot đi cho mấy chị nha. Bán cây đầm cho mấy chị mặc chơi vui vui. Bán cây đầm 60 ngàn. Bán một cái đầm màu nâu dưới 92kg 60 ngàn. Chị nào chốt đầm nâu 60 ngàn chốt giùm em sọc trắng của bé Minh Xu Hồng. Sọc trắng của Minh Xu Hồng 160. Sọc đen của Huỳnh Ngọc. Thứ hai gọi mai gửi hàng, thứ hai gửi hàng cho Huỳnh Ngọc. Huỳnh Ngọc. Huỳnh Ngọc sọc đen 160 của Huỳnh Ngọc. Rồi đầm 60 ngàn dưới 90-92kg. Đầm nâu của bé Minh Xu Hồng 60 ngàn. 60 ngàn của bé Minh Xu Hồng. Còn cái bì bên này tận dụng được, tận dụng nha. Cái bì kia một cục bì đó 600 ngàn. Hốt đi trắng dưới 75kg 60-75kg 80 ngàn. 80 ngàn hốt đi trắng. 80 ngàn hốt đi trắng. Chị nào chốt hút đi trắng, chốt giùm em hút đi trắng 80 ngàn. Sọc trắng của Huỳnh Ngọc. Sọc trắng, đen sọc, sọc trắng thôi, con thử con, sọc trắng hết rồi chị. Rồi chốt giùm em con này, chốt giùm em hồng tay xanh. Hồng tay xanh dưới 85kg 80 ngàn.
chốt giùm em hồng tay xanh. Hồng tay xanh đừng chốt heo tay xanh giùm nha mấy bà nội. Hồng tay xanh. Chị nào vô chốt hồng tay xanh chốt giùm em. Má lại mở áo cho con lai má. Má đưa cái bao đi xuống dưới này, hàng này hàng cao cấp chưa? Còn chân gà Thùy Dung mai ăn báo em. Chốt giùm em hoodie hoodie màu màu ruốc. Chân gà nhà em làm hơi bị ngon á mấy chị. Bao đây nè má, má mở hết cho con ơi. Hồng tay xanh của Trần Liễu 80.000. Xin địa chỉ số điện thoại. Chị ơi là biết rồi, mai em gửi. Trắng của Bảo Ngọc Thi 80.000. Hoodie trắng của Bảo Ngọc Thi 80.000. Mở ra hết mà. Rồi chốt giùm em hoodie hồng ruốc cây xương rồng 80.000. Hoodie hồng ruốc cây xương rồng 80.000. Lấy hai hũ anh ghi giờ lấy cái bà, lấy nè ghi trên này giùm em ơi, Thùy Dung hai hộp chân gà. Hả? Thùy Dung bữa một hộp rồi giao rồi giờ sửa thành hai. Rồi sửa về chị Hồng Nguyễn. Hồng Nguyễn quận 8 hai hộp chân gà. Hoodie cam vẫn còn nha. Hoodie cam 80.000. Tập đen 36 của Trần Liễu. Trần Liễu khách cũ hay khách mới vậy? Nè, đây đây Trần Liễu ghi cái bi nè. Dạ, cái áo 160 đó đẹp lắm chị Liễu. Bên em không gọi khách cũ hay khách mới. Khách cũ hay khỏi dạ. Nó mở giùm con ra, mở bịch đi lên nè. Hoodie không? Nè mấy chị ơi, hoodie này là màu hồng ruốc số 31 nè. Chốt giùm em hồng ruốc 31 nha, 80.000. Vải đầm đỏ tầng mặt mát mà không nhăn, mặt sướng lắm chị. Chị Yên ơi bán cho em cái đầm cách tân size nhé, vào đơn bữa. Vào đơn bữa em mua đầm cách tân size 6-7kg. À, tùy áo á chị Hồng Hạnh, tùy áo nha. Rồi chốt giùm em nè, đẹp ha mấy chị ha. Đây, mẹ em Huỳnh Ngọc hai hộp chân. Bà nội đi tỉnh mà lấy chân gà chi bà nội. Áo này dưới 80kg nè, chốt giùm em. Áo màu áo kem hai con gấu dưới 80kg. Áo kem hai con gấu dưới 80kg 80.000. À, 80.000. Em có một cái con áo trắng phơm rộng dành cho những chị thích phơm rộng là 100kg. Con này nha mấy chị nha. Mới trả lời vừa xong thật thì luôn. Con trắng 100kg đây là 80.000. Chốt giùm em trắng 100kg 80.000. Chị nào chốt trắng 100kg 80.000 chốt giùm em. Em có một con tím loan mũ mít hai hộp chân gà kìa. Em có một con tím loan dưới 88kg 160.000. Vô chơi nghe mới tốt nghiệp á. Dạ 70kg vừa Hương ơi, Hương ơi 70kg vừa. Ê có một con nè. Ủa sao tự nhiên có một con này chút xíu vậy bé lùng. Ủa này, này nam hay nữ vậy? Nam á. Nữ, nghĩ sao cái con đó con nam. Nam. Nam mày cũng đâu có vừa đâu nam. Sao có chút xíu vậy? À, nè áo má mới vừa hình á. Rồi lên tiếp cho mấy chị kiểu đông tầng như vậy mà. Mà may 2 giây đi chị. Dạ giờ hàng gì 7-8 bao tải kia chưa vô được nè. Em có một cái con cà phê sữa. Con này chị Tâm Trương lấy được nè. Cà phê sữa này không kệ mẹ nó bán với chị 80.000 luôn đi ha. Cà phê sữa này dưới 93-94kg vừa. Con này chị Tâm Trương vừa nè. Chốt giùm em cà phê sữa nha. Dưới 9, có nghĩa là dưới 92-93kg là từ 65 tới 92-93kg vừa. Nè mấy chị lưu ý giúp em ha. Lưu ý giúp em. Lấy con hàng này. Gì à? Cà phê của Phúc Tâm 80.000. Rồi lên tiếp cho em. Em có một con áo có nón là 160.000 mấy chị. 160.000 con này còn cỡ dưới 72kg. 72-73kg chốt giùm em áo có nón 160. Áo chưa. Em có một cái con cam tay trắng đa tím nè. Áo cam tay trắng tím, áo cam tay trắng tím dưới 95kg 80.000. 80.000 áo cam. Cà phê sữa dồn đơn. Hồng Hạnh nè mà dồn đơn. Ủa Hồng Hạnh nãy giờ chưa có lấy gì hết nha Hồng Hạnh. Rồi em có một con trắng này dưới 95kg vừa nè. Trắng 95kg. Trắng 95kg chốt giùm em trắng gấu. Trắng gấu bán với chị 80.000. Em có một cái con cam. Em có một cái con cam phơm rộng. Con này dưới 100kg cũng vừa. 75 đến 100kg cũng vừa. Chốt giùm em con cam 80.000 con cam với chị.
cam 80.000. Gọi lên tiếp cho mấy chị nha. Mã này là mã gì? Mã này là mã hồng Mickey. Đây là mã hồng Mickey nè. Bà nội Ngọc Nữ nãy giờ nói biết rồi, để hàng rồi. Bà nội nãy giờ nói 8, trả lời 8 lần rồi bà nội Ngọc Nữ. Áo cam của Huỳnh Ngọc nè. Trời ơi là trời. Trời ơi em đi chết thì chị vừa lòng luôn á. Chốt con này nè Huỳnh Ngọc. Chốt giùm em hồng beo. Hồng beo này khoảng cỡ dưới 80kg thôi nha. Hồng beo dưới 80kg, 80.000. Rồi chốt giùm em con áo trắng size L, cam tay tím. Nè nè nè, đổi lại cho Huỳnh Ngọc cam tay tím mới đưa kia lại. Hồng hạnh, anh coi thử hồng hạnh nè. Hồng hạnh đây là hồng hạnh nè, mặc ba bộ đồ. Sao để biết không? Cái này mà đây nó lơ dữ vậy bay. Đúng rồi, cam 80.000 chị. Bán tới gì vậy? Bán có bỏ đùi nè. Rồi áo 100kg nè. Áo phơm rộng 100kg nha. Áo phơm rộng 70 đến 100kg 80.000. Áo vàng mấy chị. Áo vàng 160 gì? Con Mạnh 7 giờ làm bill. Cái thằng rồi 8 giờ có đó mới kêu là thứ 2 rưỡi nhé. Dạ bill chị Hồng Hạnh đi rồi chị. 7 giờ em làm bill em chốt đi rồi mà 8 giờ chị mới kêu để. Đi rồi chị ơi. Trắng, trắng của Nguyễn Mai Bình Định nè. Trắng của Nguyễn Mai Bình Định nha. Con vàng này là 160.000 nha quý vị. Con vàng này 160 nha. Chị ơi bữa mua bộ đồ sao không thấy gửi cho em. Có Miu Mi Trần ở đó không vậy? Con này chị nào mà 70 đến 100kg cũng vừa. Vàng 160. Vàng 160. Mi Trần thứ hai gửi chị. Rồi con này phơm dài dúng phơm đầm giấu quần là 80.000. Con này là đào, giống con đầm giấu quần nè. Nè, Huỳnh Ngọc lấy hai cái kem hả? Huỳnh Ngọc 80.000. Đầm trắng mấy chị, đầm phơm giấu quần ha. Đầm phơm giấu quần 80.000, chốt giùm em trắng beo. Trắng beo dưới 92 2kg cũng vừa. 92kg cũng vừa nha. Chốt giùm em đỏ mặt cười. Đỏ mặt cười này 70 đến 100kg. Trắng 80.000 của Nguyễn Mai Bình Định nè. Dạ ok chị Hạnh. Chốt giùm em mặt cười 70 đến 100kg 80.000. 70 đến 100kg 80.000. 70 đến 100kg 80.000. Dạ ok chị Hạnh. Chốt giùm cho em một con áo đen cover 160. Đen cover 160. Rồi chốt tiếp giùm em nha. Có, hôm nay 7-8 bao hàng về chị nữ chờ em chút ấy. Em xả bao áo xong mà. Đỏ của chế Phúc Tâm 80.000. Rồi lên giùm cho em con gì? Con xanh nè. Con xanh hoạt hình đi mấy chị. Xanh hoạt hình dưới 92kg vừa. Xanh hoạt hình. Xanh hoạt hình 80.000. Chị này đang đứng vậy lấy cái đầm đỏ cách tân ơi. Lấy cái đầm đỏ cách tân size L cho Dung Huế. Áo dài. Mở ra coi đưa coi hả? Quay lại coi hả? Rồi size L cho Dung Huế. Áo trắng 160.000 nè. 3 308. Áo xanh của Phúc Tâm 80.000. Đây mấy chị, em có một cái con trắng kim tuyến vải đẹp lắm. Con này hồi xưa mà em quất cái hàng à, em quất cái hàng mà hàng Quảng Châu cao cấp là về con này nè mấy chị. 160 chốt giùm em trắng kim tuyến. Con này mấy chị mặc với sọt mê say lắm. Trắng kim tuyến 160. Rồi lên tiếp cho mấy chị. Xanh hoạt hình của Hồng Hạnh nè. Khách lấy rồi chị, xanh hoạt hình khách lấy rồi. Rồi chốt giùm em con trắng. Chốt giùm em con trắng xanh. Chốt giùm em con trắng xanh. Con trắng xanh này dưới 75kg 80.000. Chốt giùm em trắng xanh. Ê con này đẹp nè. Xanh hoạt hình khách lấy à. Chốt giùm em trắng chữ hồng. Trắng chữ hồng dưới 95kg cũng vừa. Trắng chữ hồng nha. Trắng chữ hồng dưới 95kg cũng vừa. Ê con này đẹp mấy chị. Con này đẹp. Chốt giùm em con đỏ. Không phải không? Không có. Chốt giùm em con đỏ sọc đen. Đỏ sọc đen dưới 90kg 80.000. Con này phơm hơi dài nha. Phơm hơi dài. Rồi chốt giùm em trắng ba con chó. Trắng ba con chó dưới 85kg. Trắng chữ hồng của Phương Thảo. Phương Thảo gì đây? Phương Thảo Nghệ An. Không phải. Không phải hả? Trắng chữ hồng khách lấy rồi. Trắng chữ hồng khách lấy.
Chốt giùm em trắng con rồng, trắng họ tiết rồng, trắng họ tiết rồng 160 mấy chị, trắng họ tiết rồng 160, trắng kim tím 160 của Phạm Loan, Phạm Loan trắng kim tím 160 của thử Phạm Loan nào. Trắng ba con thỏ của Phương Thảo, Phương Thảo Nghệ An á, Phương Thảo Nghệ An mà bảy cái ai biểu đổi anh nói nít chi cũng quỷ. Ngọc Yên một chỗ đó đi, đăng hình đồ đi. Quỷ là đấu hình non chạy theo muốn chết mẹ. Chốt giùm em trắng chữ đen một. Má thì cái áo mới vừa cui hàng luôn, bị lỗi luôn, gì con. Nè quá đẹp. Bỏ qua một bên. Áo đó 160 đẹp, bé lùng nó khen cái chữ. Bé lùng nó khen áo của cô Phạm Loan đẹp. Áo đỏ của chị Huỳnh Ngọc nè. Áo đỏ 80 của Huỳnh Ngọc. Thôi bây giờ em bán sải vàng con này cho mấy chị, nó bị dính một cái vết dơ nè. Thôi bán 80 qua cho. Chốt giùm em áo trắng chữ đen, đẹp không? Trời ơi con này đẹp quá trời mà vải đẹp nữa. Trắng chữ đen dưới 88kg, bán cho mấy chị 80.000. Nhưng mà ở sau tay nó có một cái vệt dơ nha, nó rất là gõ ràng luôn nha, nó gõ ràng lắm luôn á. Bé Lùng nó khen con kim tuyến trắng chữ đen của Nguyễn Mai Bình Định nè. Nguyễn Mai Bình Định trắng chữ đen 80.000. Con trắng chữ đen nó đẹp quá trời. Mẹ em khen cái này dễ thương rồi mấy chị, nhẹ nhàng lắm. Mẹ em khen con này vừa dễ thương mà vừa nhẹ nhàng. Chốt giùm em áo hồng chữ lớp, hồng chữ lớp dưới 85kg 160.000. Rồi chốt giùm em mấy chị, chốt giùm em áo xanh. Áo xanh này dưới 98kg 80.000 áo xanh. Áo xanh 80.000. Trắng chữ đen khách lấy rồi. Rồi chốt giùm em là cái cổ bị chó tát. Chốt giùm em áo cổ chó tát nha. Áo cổ chó tát dưới 90kg 80.000 áo cổ chó tát. Ai muốn chó tát chốt giùm em lên chữ chó tát. Chốt giùm em áo trắng tay đỏ dưới 85kg. Áo trắng tay đỏ dưới 85kg 80.000. Gì vậy? Đây là con này mà mấy chị không nói. Con này dưới 95kg là coi để lộn bị tôi chữ nữa nha. Bán gì chưa đủ đổ nợ sao? Con này dưới 95kg chốt giùm em áo. Áo trắng con gấu. Trắng con gấu 80.000. Trắng con gấu 80.000. Áo hồng chữ lớp. Con này đẹp lắm. Nguyễn Mai 160, Nguyễn Mai Bình Định 160. Áo tay đỏ của bé em. Sao bên đây nó hiện không Ngọc? Ủa Huỳnh Ngọc trước, Huỳnh Ngọc trước. Huỳnh Ngọc 160 nè. Cái này của bé An tay đỏ 80.000. Nguyễn Mai trắng gấu đâu rồi? Đâu rồi trắng dấu, ai dấu của vui rồi. Đây là trắng gấu nè. Trắng gấu của Nguyễn Mai Bình Định nè. Chốt giùm em xanh lá cây quý vị ơi. Xanh lá cây cô gái 80. Dễ thương không mấy chị? Xanh cô gái, xanh lá cây cô gái này dưới 90kg vừa. Xanh lá cây. Chốt giùm em xanh ngọc chữ. Xanh ngọc chữ đẹp ở sau lưng, xanh ngọc chữ đẹp. Xanh ngọc chữ dưới 95kg cũng vừa xanh ngọc chữ. Xanh ngọc chữ dưới 95kg cũng vừa 80.000. Cái nào mà em không đọc là 80.000, còn cái nào cho em kêu 160 là em sẽ bỏ qua bên này. Chốt giùm em áo trắng tay đỏ. Chốt giùm em. Ủa? Hồi nãy mấy em mới lấy gì được coi? Được coi. Mới thật thì á. Rồi đúng rồi. Trắng gấu khách lấy rồi Hình Ngọc. Trắng tay đỏ quý vị ơi. Trắng tay đỏ. Con này form cũng cỡ dưới 85kg. Hồi nãy mấy chị có cái con, hồi nãy mấy chị có cái con hồng đúng không? Con hồng chữ lớp thì bây giờ có con trắng chữ này đẹp không mấy chị? Mấy cái con này là mặc với áo vú trắng hơi bị xinh luôn. 160. Chốt giùm em trắng, trắng chữ 160. Trắng chữ này dưới 88kg cũng vừa nè. Trắng chữ 160. Con này để mặc cũng đẹp nữa. Con này để mặc cái sọt cũng mê nữa mấy chị. Trắng chữ 160. Chốt giùm em con trắng này là trắng trắng phong cảnh đi. Trắng phong cảnh dưới 90kg 160. Hương Ngọc xanh một chữ. Đẹp rồi. 80 của Huỳnh Ngọc. Mấy cái đây là lấy đây à? Làm luôn á. Ở trên nè. Làm luôn. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con đầm.
Rồi một con đầm này khoảng cỡ dưới đẹp không mấy chị? Con đầm này bán cho mấy chị 160.000 đầm phơm suông. Đầm này mà mặc giày, mang giày thể thao đẹp lắm. Đầm phơm suông 160.000, dưới 88kg đầm phơm suông. Chị nào chốt đầm phơm suông chốt giùm em. Áo modern chắc rách rách dưới 95kg, nhưng mà vải đẹp lắm, chốt giùm em. Áo hồng rách, áo hồng rách 80.000. Em tưởng nó tối nữa em không like được luôn mấy chị. Rồi chốt giùm em áo cổ chim. Áo cổ chim trước chim sau, con này bán với chị 80.000. Con này dưới 90kg, áo chỗ chim trước chim sau nha mấy chị. Rồi bán cho mấy chị một cái áo có cổ mà phơm rộng. Đây, bán cho mấy chị 80.000. Áo hồng rách 80.000, Nguyễn Mai Bình Định. Áo hồng khách lấy rồi chị Liễu. Chốt giùm em áo trắng con ngựa. Áo trắng con ngựa dưới 80kg, 80.000. Ở trường nha, nhớ ở trường giùm tôi nha. Rồi chốt giùm em áo trắng. Áo trắng xì trâm 160. Đầm 160 của Huỳnh Ngọc nè. Đầm 160 của Huỳnh Ngọc. Áo trắng xì trâm 160. Áo trắng xì trâm. Em bán cái con mà con đầm ngắn trên đầu gối này nè. Con đầm này nè. Chốt giùm em đầm trắng phối đỏ xanh. Đầm trắng phối đỏ xanh tay tay cánh tiên. Con này khoảng cỡ dưới 90kg, bán cho mấy chị 80.000. Chốt giùm em đầm trắng. Đầm trắng. Đưa ba bao đồ vô phối bán hả? Đưa ba bao đồ vô phối bán. Rồi em có một cái con áo, ăn con áo la bàn. Áo hồng rách khách lấy cho chị Loan. Áo. Chị Thiện mang cái gì vậy? Ủa cô mua bà hàng mới. Qua bữa nay. Mua hôm nay qua bữa nay. Đầm trắng phối đỏ xanh 80.000 của Quyên Ngô. Quyên Ngô. Rồi chốt giùm em áo la bàn dưới 95kg, 80.000 áo la bàn. Chốt giùm em áo chữ vàng trắng ngựa của Diệp Nguyễn. Diệp Nguyễn khách cũ của khách mới đó chị. Diệp Nguyễn khách cũ của khách mới. Bên em không gọi điện chốt hàng, bên em không cho kiểm tra hàng khi nhận nha. Điệp Nguyễn hay Diệp Nguyễn gì đó. Điệp Nguyễn. Rồi đây mấy chị, áo vàng. Áo vàng dưới 90kg, vàng chữ 160. Chị nào chốt vàng chữ 160, chốt giùm em vàng chữ 160. Áo đỏ dưới 92kg, chốt giùm em áo đỏ 80.000. Áo đỏ 80.000, đây màu xanh nè. Chốt giùm em xanh bo. Xanh bo dưới 90kg. Xanh bo dưới 90-93kg, 80.000. Nó xíu. Xanh bo, xanh bo. Áo vàng 160 của bé Phương Thảo. Quỷ gì đổi nền hoài, nhắc đầu vú chết bà vậy. Rồi chốt giùm em. Nãy xanh bơ, giờ là chốt màu xanh nhỏ đi. Xanh chữ đen. Xanh chữ đen dưới 75kg, 80.000. Xanh bơ của Benny Vân. Xanh bơ Benny Vân 80.000 nè. Benny Vân 80.000. Kể đi. Rồi em có một con áo đen. Em có một con áo đen dưới 88kg, 160.000 áo đen. Chị nào chốt áo đen 160.000, chốt giùm em áo đen. Chốt giùm em trắng. Trắng 4 con Mickey vải đẻ lắm. Trắng 4 con Mickey dưới 95kg. Dưới 95kg trắng 4 con Mickey. Rồi chốt giùm em. Con này là giống như phơm đầm mà mấy chị, phơm dài trên đầu gối chút, phơm giáo quần. Mấy chị mặc cái này giống như giáo quần nè. Đây, áo đen của chế Minh Xu Hồng 160. Chắc vậy ấy, nếu không có nãy giờ phải lụm la làng rồi. Rồi cái này giống như phơm giáo quần này, dưới 92kg vừa 80.000. Chốt giùm em trắng tay đỏ 80.000. Chốt giùm em xanh. Xanh này người ta gọi là xanh Mickey nè, vải đẹp không mấy chị hả? Giáo quần 80.000 của chế Minh Xu Hồng nè. Đây. Rồi chốt giùm em nha. Chốt giùm em với. Chốt giùm em xanh Mickey dưới 90kg, 160.000 xanh Mickey. Xanh Mickey. Chốt giùm em con mã cam mấy chị. Trắng tay đỏ. Đúng rồi, đúng rồi. Trắng tay đỏ khách lấy rồi. Chốt giùm em con màu hờ cam. Con màu cam này dưới 90kg luôn. Cam dưới 90kg, 80.000. 80.000. Vàng chữ vẫn còn nha mấy bé. Rồi chốt giùm em con hồng.
Con hồng này dưới 95kg cũng vừa hồng rách nè. Nãy chị giờ chưa có hồng rách lấy nha. Đúng rồi chị Minh Xuân. Đây là ai hỏi hồng rách không? Hồng rách nãy chị nào hỏi thì làm ơn hỏi lại giùm em để hốt hàng đó nha. Em có một cái con đơn giản mà vải đẹp lắm. Con trắng nha, trắng, con trắng chữ theo. Con trắng chữ theo dưới 75kg. Trắng chữ theo dưới 75kg. Màu cam của bé Quyên Ngô. Màu cam 80.000 của Quyên Ngô. Hồng rách của Trần Liễu 80.000. Benny Vân ơi. Benny Vân. Vô cho giùm em địa chỉ số điện thoại. Vô đọc hàng đã vô mua hàng đó chị. Rồi chốt giùm em con trắng trắng chữ thêu nè. Trắng chữ thêu vải đẹp lắm nha. Trắng chữ thêu 80.000. Chị nào chốt trắng chữ thêu chốt giùm em trắng chữ thêu 80.000. Hồi nãy giờ cái nào rồi tôi mà chốt cho bà là tôi có đọc tên hết là bà Quyên Ngô. Mà lộn xộn tôi đá hai hộp le nó dính một ý luôn vợ. Đây nè mấy chị, chốt giùm em trắng trắng đá banh nha. Trắng đá banh dưới 82kg 80.000. 80.000 trắng đá banh. Rồi chốt giùm em con đầm phơm giấu quần nè mấy bà nội. Phơm này phơm giấu quần nha. Rồi 80.000 phơm giấu quần. Cherry là con chuột với con mèo đó mấy mẹ. Đừng có kêu tiếng Anh đồ ngầu không biết ghi rồi mà từ đây tới ngày mốt nữa. Chết luôn, chết tôi luôn. Rồi lên giùm em xanh lá cây đầm. Xanh lá cây đầm bán với chị 80.000 dễ thương không? Dưới 88kg cũng vừa, chốt giùm em xanh đầm. Xanh đầm, xanh đầm, xanh đầm. Xanh đầm, xanh đầm, xanh đầm. Xanh đầm. Rồi chốt giùm em là áo xanh thổ dân. Áo xanh thổ dân cũng phơm dài nè, 80.000 luôn dưới 90kg xanh thổ dân. Cái này 100kg. Áo rớt vai nè mấy chị. Áo rớt vai 100kg trắng. Con này đẹp lắm nha nhưng mà bự. Cho nên chị nào mà đúng 100kg thì hãy lấy ha. Con này đẹp lắm. Con này chị Minh Xuân Hồng mặc cũng thoải mái nè. Chốt giùm em trắng ha. Chốt giùm em trắng với. Chốt giùm em trắng 100kg. Trắng 100kg. Xanh thổ dân nè. Xanh thổ dân 80.000. Xanh Mickey là cái gì? Hồi nãy giờ lên cái xanh nào con biết cây không? Không có xanh biết cây. Con này là xanh đầm rồi. Con này là xanh đầm rồi. Hãy hả xanh biết cây đây nè. Không có xanh nữa đây. Mỗi cái đưa lên nó có một size à. Một cái đưa lên có một size bà nội. Trắng rớt vai. Trắng rớt vai, con này đẹp với chị Minh Xuân không? 80.000. Vai bà tôi có mặt nha. Ngày cơ mấy còn mấy bill cái áo 60.000 với 80.000 ghi cũng nên nữa. Mẹ em vô nè chị. Xanh đậm 80.000. Ủa em bán cái xanh đậm nào 80.000 ta. Xanh đầm, xanh đầm. Thanh Thảo Nguyễn xanh đầm nè. Thanh Thảo Nguyễn xanh đầm 80.000. Con này đẹp nè. Chốt giùm em cà phê sữa. Cà phê sữa dưới 88-90kg cũng vừa. Chốt giùm em cà phê sữa. Có rồi mà Ngọc Thanh. Lấy mấy cái báo. Chốt giùm em trắng cái hoa. Trắng cái hoa dưới 75kg. Trắng cái hoa dưới 75kg 80.000. Chốt giùm em màu cà phê sữa. Cà phê sữa. Cà phê sữa chữ hồng. Cà phê sữa chữ hồng dưới 75kg 80.000. Cà phê sữa chữ hồng có hai cái ha. Có rồi lấy mấy cái báo mấy lùng ra lấy cho. Chốt giùm em là trắng mặt cười mấy chị. Thôi được rồi má đừng lấy nữa. Trắng mặt cười dưới 90kg để lên xếp đồ phải không? Trắng mặt cười ở phía tay trái. Ở đó. À cái này hả? Đúng không? Xanh Mickey ai lấy vậy? Thôi từ xanh Mickey ai lấy? Xanh Mickey là cái này hả? Chế Thanh Tâm 160 nha. 160 của Thanh Tâm. Hai cái màu gì? Đầm vàng là mẫu nào Ngọc Thanh? Ê, lấy cái trắng mặt cười đó chị, vải đẹp lắm. Trắng mặt cười dưới 90kg, 80.000.
80.000 nha. Rồi chốt giùm em. Mai mà em khỏe em qua nhà mày. Đi đi chị. Ở nhà làm gì nằm hoài bệnh. Chốt giùm em là con trắng đầu đầu nai, trắng đầu hươu với chị. Chốt giùm em trắng đầu hươu nha. Qua đi là khỏe à. Trắng đầu hươu. Nãy lấy cái vàng cho em chưa? Nãy lấy cái vàng chữ rồi chị. Trắng đầu hươu. Chị nào chốt trắng đầu hươu chốt giùm em trắng đầu hươu nha. Trắng đầu hươu quý vị ơi. Trắng đầu hươu dưới 80 kg. Trắng đầu hươu. Ngọc Thanh đem với size gì? Size gì chủ yếu cái size. Rồi chốt giùm em mã hồng nè mấy chị, mã hồng ha. Rồi chốt giùm em mã hồng. Mã hồng ở trên này có rách nè. Mã hồng 80.000 dưới 80 kg. Trắng đầu hươu của Phương Thảo. Phương Thảo Nghệ An 80.000. Con hồng có rách nha. Mã hồng rách dưới 88 kg. Trắng mặt vùi của Thạch Sóc Kha. Trắng mặt vùi vải đẹp đó. Thạch Sóc Kha 80.000. Hồng này dưới 88 90 kg. Chốt giùm em hồng. Hồng nha. Cho mấy lồng áo này. Mặc không? Mặc không? Mặc không? Nãy giờ chưa biết cái áo gì luôn. Mặc không? Khách lấy rồi chị Loan. Dạ chốt giùm em là hồng ruốc. Mà hồng ruốc lông cong. Con này dưới 90 kg vừa nè. Hồng ruốc lông cong nha. Hồng ruốc lông cong 80.000. Không biết mặt làm như thế nào luôn. Con này đẹp nè mấy chị. Lông chuột. Lông chuột này là 80 đến 100 kg nè. Ba lỗ. Để xay nhỏ đi. Mở qua quần lại lăn luôn. Con này 160 nè. Con này em cam đoan với mấy chị 160 luôn á. Chốt giùm em trắng 160 là được rồi. Trắng 160 dưới 80 kg. Trắng 160. Size 42 vừa vậy Trần Ngọc Thanh. Ra lấy cho Ngọc Thanh hai cái vú chống tuột đi. Đen với màu da size 42. Đen với màu da size 42 nha. Điệp Nguyễn áo hồng nè. Điệp Nguyễn áo hồng 80.000. Minh Xu Hồng lông chuột. Lông chuột 80.000 của Minh Xu Hồng. Không cho đồng kiểm mà hàng bao yếm. Em cho đồng kiểm đâu mấy chị. Cho đồng kiểm mấy chị rút hàng em mất hết trơn hết trọi à. Minh Xu Hồng 160 là con này đẹp lắm. Minh Xu Hồng vải đẹp lắm. Minh Xu Hồng 160 nè. Rồi Thi Nguyễn Hồng Lâm Công 80.000 của bé Thi Nguyễn nè. Lông chuột khách lấy rồi chứ. Em còn tới phần gần 3.000 áo lượng Benny Vân. Rồi em cho chốt một con đỏ đầu khỉ. Đỏ đầu khỉ dưới 95 kg. Đỏ đầu khỉ dưới 95 kg. Rồi ghi đi, ghi cho Ngọc Thanh đi. Ai Ngọc Thanh 2 vú 320. Chốt giùm em. Sai nhỏ rồi. Rồi chốt giùm em con trắng mấy chị. Hồng ruốc lăng con. Đỏ đầu khỉ của Minh Xu Hồng 80.000 của bé Minh Xu Hồng. Rồi chốt giùm em con mã này cuối cùng. Mã này 160. Chốt giùm em mã cuối cùng, con này đẹp ha. Mã cuối cùng, chốt giùm em trắng mã cuối cùng. Trắng mã cuối cùng 160 nha. Trắng mã cuối cùng 160. 160. Từ từ mẹ, từ từ để đi mà. Để đi mà. Trắng 160. Mã cuối cùng 160 quý vị ơi. Đi cái lấy cái đây ra được không? Khỏi hả? Có cái nó lành lành không? Lành lành lành. Nó cái bịch lành cho nó ấy. Bỏ cái bịch kia lại. Đờ đờ lấy cho. Ý là bỏ cái lót lại hả? Đúng rồi. Trắng cuối cùng của Minh Thu Hồng. Ta kêu trắng cuối cùng bà comment trắng con cặc quỷ này mệt thiệt đó chứ. Quỷ chồng em mệt lắm. Ngon chút em lên xếp xong rồi em ấy mấy chị ấy nha. Hôm nay sẽ lên cho mấy chị xếp đây nè. Đây. Trời ơi cái màu này đẹp ha. Hồi bữa giờ em chưa may màu này cho mấy chị đúng không? Mấy chị coi nè, khi mà may thun lai dong nó xếp ly từ trên đây xuống nè ha. Quần tây chưa về nguyên ngô đây. Lưu ý giúp em nha. Xanh nơ. Chốt giùm em xanh nơ. Trời ơi bộ này dễ thương quá. Xanh nơ bộ này là quần chín tấc nè. Chốt giùm em xanh nơ nha mấy chị nha. Xanh nơ 240.000. Vải áo rất là tuyệt vời nha. Vải áo trên cả chữ tuyệt vời nha. Lưu ý nhẹ nhẹ cho mấy chị biết là như rứa. Lấy bộ này XL để cầu thang đi. Bộ này 200
240.000 mấy chị nha, 240.000 bộ này. Áo đẹp quá, cái áo vải đẹp mê mấy chị, áo vải đẹp mê say lắm nha. Áo này vải đẹp mê say, mê say vải đẹp. Rồi chị nào chốt bộ xanh này chốt giùm em kèm quần chín tấc 240. Xanh kèm số ký, xanh kèm số ký. Số ký kèm xanh và xanh kèm số ký. Vô nãy vô mấy bao à? Rồi tiếp tục hai bao nhưng mà bỏ ngay chân mấy bé lùng á. Bỏ ngay chân mấy lùng cho mấy lùng lấy size thôi. Rồi lên tiếp cho mấy chị nè. Cái này người ta gọi là xanh đen nha mấy chị nha. Xanh đen khi mấy chị mặc cái này nó căng lên nó sẽ như thế này nè. Xanh đen ha. Xanh đen hở vú. Xanh đen hở vú tổng cộng là 4 size. Dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100. Tối nay quên là bắt tư đi về chứ. Quên lẫn cái vụ một tí rồi chứ. Bộ này là set 9 tóc nè. Xanh đen 9 tóc. Chị nào chốt xanh đen 9 tóc 240 chốt lên giùm em xanh đen 9 tóc 240. XL luôn, XL. Xanh đen 9 tóc 240. 240 xanh đen 9 tóc. Rồi em lên cho mấy chị một mã đầm nâu nha. Em lên cho mấy chị một mã đầm nâu đẹp không mấy chị? Xinh ha. Xanh đen 2 hịt của chị Minh Xuân Hồng. Ê à, mấy chị coi mã đầm nâu là xinh chưa? Lấy cái mã đầm nâu XL để chị em cái nè. Trời ơi mã đầm nâu nè quý vị. Cưng không? 280.000 mã đầm nâu. Chị nào chốt mã đầm nâu chốt lên giùm em mã đầm nâu nha. Ba bộ này mấy lùng đi chụp hình để con để chị Bi làm. Đầm nâu 2 hịt của Minh Xuân Hồng. Má má quăng xuống dưới để mấy lùng xuống chụp hình đi. Quăng xuống cái chỗ bếp em má. Hai của chị Minh Xuân. Trời ơi đầm nâu này đẹp quá với cái XL nữa con. Rồi mà kia còn mấy bao dựng lên luôn lấy hàng vô. Bộ Burberry nè ta. Bộ Burberry. Bộ Burberry bộ sơ mi sale hả? Bộ gì gái? Trời ơi cái đầm nâu đẹp lắm quý vị. Cái con đầm nâu đẹp quá trời luôn. Em lên mã này chị Minh Xuân Hồng chốt tiếp nè hứa. Đầm nâu dài gì? Nói chung là đầm bên nhà chị dài qua gối hết đó Ngọc Thanh nè. Em dơ mẫu đầm này là lên là chị em dơ mẫu đầm này lên là em biết chắc chắn là chị Minh Xuân Hồng đặt nè. Coi nè, coi cái form giúp em nha. Coi cái form của con đầm nó nặng mấy chục ký mấy chị. Coi cái form đầm nè. Đây. Rồi mấy chị ơi coi nè. Coi cái con form đầm giúp em nè. Đẹp ghê không mấy chị? Em nói vừa đẹp mà vừa đứng form nha. Con này mà vừa đẹp mà vừa đúng form là con này nha mấy chị nha. Con này chứ còn con nào nữa mà đi kiếm quý vị ha. Rồi lấy cái đầm này nè. 282 ngay cái bao đó luôn á con. 2 cho Minh Xuân Hồng lấy cho đúng nha con. Quá trời xuất sắc. Quá trời xuất sắc luôn mấy chị. Con này mà mấy chị không chốt chốt nữa. Tổng cộng 4 size. Dưới 70, dưới 80, đấy, dưới 90 và dưới 100. Em biết là sở thích của chị Minh Xuân Hồng thích đầm này luôn. Đúng rồi. Em biết sở thích và sở trường đầm đen. Lấy đầm này size XL cho Như Nguyễn. Coi lộn bao đầm nâu á nha. Coi lộn bao đầm nâu. Đúng rồi chị mặc gọn. Như Nguyễn thành phố. Con này mặc công sở là cô Như dùng từ tuyệt vời á mấy chị con này nè. Con này mà mặc công sở là dùng từ trên cả chữ tuyệt vời. Đưa xuống. Xanh đó là đầm 280 em mới lấy cho chị Như Nguyễn. Đưa cái đầm nâu, cho gì mượn lại cái đầm nâu size L biết luôn cho mọi người coi. Chứ thì mày đưa tiếp hai cái bao vô đây chứ mày ở ngoài đó mày lấy cái hộp mày đưa đồ này cái mày lấy đồ kia tao sợ đó. Mày đưa thằng tao ha. Hai bao đó mới like thôi mà đưa hai cái bao ngoài kia vô thôi. Bé Bi đưa bút lông cho chị nha bé Bi. Đưa bút lông gì
em ra em ghi đầm nâu em lấy đỡ giấy trên kia kìa, em ghi đầm nâu 280 và em dán lại em. Chứ để với lại đầm xanh mà đầm xanh có tay á, đầm xanh có tay á, em mới ấy á. Bà thích cho đây chứ đẹp, nó đẩy đây con lại kia. Cái bộ mà bộ này tối nay em ưng là cái bộ xanh rêu. Nó bỏ nó từ từ. Đầm xanh lấy cho Thủy Thu Phạm chưa bé bay? Gì luôn? Đầm nâu đâu con? Nè, sở trường và sở đoản của em nè chị Như. Đây là sở trường và sở đoản của em nè, là đầm này nè. Không, nó may cái nẹp cũng đẹp mấy chị. Nó may cái nẹp cũng đẹp mà cái tay cũng đẹp ha. Mà cái form này thì dài qua gối đầm nâu. Con này chị nào trắng mặt trắng bóc luôn. Đầm nâu này nè. Đầm xanh có tay nút bạc 280. Gì vậy thằng khùng? Bà nhập mày nữa hả? Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. Lên tiếp mấy chị. Anh em về. Đầm nâu size L của Linh Ngô bé ba lùng ơi. Bây giờ đầm nâu size L của Linh Ngô. Linh Ngô 280. Hôm nay em về cho mấy chị cái set đỏ nè mấy chị. Hôm nay về cho mấy chị set đỏ tà như thế này nha. Nhưng mà nó là đỏ kim tím nha quý vị nha. Nó đỏ kim tím mà vải co giãn rất là mê. Rồi chốt giùm em set đỏ 240. Đỏ nút 240. Set này kèm với quần chín tấc. Tổng cộng 4 size. Dạ ok chị xong anh chờ em chút. Đầm nâu size L của Như Nguyễn thành phố. Hôm nay em có hai mẫu đầm về chị xong anh mê liền. Chốt giùm em set đỏ kèm số ký nha. Set đỏ chín tấc kèm số ký. Set đỏ. Set đỏ kèm số ký quý vị. Rồi cho dì mượn cái đầm xanh like cho con. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. Lên tiếp cho mấy chị ha. Rồi mấy lùng mấy chụp xong cái hình. Trời hôm nay về mấy con đẹp quá mấy chị ơi. Ồ hôm nay về coi đầm nè. Trời ơi. Mấy chị coi cái khuy đó đẹp không nè. Thiệt lòng luôn á. Trời ơi hôm nay đầm khuy đẹp. Chốt giùm em là đầm khuy độc mấy chị. Đẹp ha. Ủa coi chị xong anh coi mẫu đầm này hôm nay về nè. Có mê mẩn không? Trời ơi tay cánh tiên nè. Trời ơi coi nè. Đây mấy chị. Đây nè. Mê ha. Rồi chốt giùm em đầm hàng độc. Chốt giùm em là đầm khuy độc. Hoặc là đầm hàng độc cũng được. Con này tổng cộng 4 size 280 ngàn luôn. Dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg. Hôm nay về mấy con đầm ưng ý quá à. Đỏ dây của Thạch Xuất Ca là size 2 nè, dưới 90kg đúng không? Con đỏ dây này vải đẹp lắm. Chị Thạch Xuất Ca mặc là cái nó mê. Nè để chụp hình nè. Con đỏ này vải đẹp lắm chị. Đầm hàng độc lấy size 2 cho chị Minh Xu Hồng. Rồi bộ này là của Thạch Xuất Ca nè. Thạch Xuất Ca 240 ngàn. 240 ngàn của Thạch Xuất Ca. Nè đầm xanh nè chị Song Anh. Đầm xanh. Đầm xanh form đẹp lắm. Đầm xanh này là form hơi bị đẹp và hơi bị lạ luôn. Đầm xanh này nổi cái tay không mấy chị mặc cũng mê luôn ha. Cái đầm xanh này mấy chị mặc cái tay không cũng mê. Nó may cái bên, chiếc bên ở sau nó giống như hàng xúc á. Nó rất là kỹ và đẹp mấy chị ha. Con đầm xanh này nè. Đầm. Cái gì? Để đó đi đã, đang like mày gì heo. Ở ngoài đó còn bao hàng là mới nữa không? Còn bao đưa luôn đây. Đầm xanh này tổng cộng 4 size nha quý vị. Chốt giùm em đầm xanh nút bạc. Đầm xanh này tổng cộng 4 size. Dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg đầm xanh. Rồi chị nào chốt đầm xanh, chốt giùm em hình như cái bao nó nằm không á. Bao đầm xanh á. Cái đây là cái gì vậy? Không đầm xanh đâu rồi. Đầm xanh hình như ở trước rồi bê. Rồi đầm xanh nút bạc bỏ trước nè. Đầm xanh nút bạc đâu? Bỏ vô. Đồ nhiều quá. Cái đó là cái gì vậy? Cái đó là set á. Set gì vậy? Quên rồi. À xếp đó. Đầm xanh size L là baby đang xếp luôn á. Của chị xong anh. Thấy cái con đầm cái đẹp mấy chị không lấy nó tức quá à. Thì cái
hôm nay chị có set màu đỏ thôi chứ hôm nay không có đồng màu đỏ mấy chị. Rồi lên tiếp cho mấy chị ha. Lên tiếp cho mấy chị một cái set là tay dễ thương không? Ha. Rồi chốt giùm em set nâu đi, set áo nâu. Set áo nâu tổng cộng 4 size nha, vải co giãn. Dưới 70 kg, dưới 80 kg, set áo nâu kèm chân váy quần. Cái này là chân váy quần nha mấy chị nha. Cái này là chân váy quần. Rồi chị nào chốt set áo nâu. Hàng độc màu nó là màu đen hay màu xanh đen ta? Hàng độc nó là màu đen mà ánh kim đẹp lắm chị. Ừ sao tự nhiên hổm giờ em may màu vàng em cũng biết nữa. Set đỏ Trân Huỳnh. Trân Huỳnh này có hổm giờ mua hàng cho mình chưa vậy anh? Anh sợ cái Trân Huỳnh này ra từ từ chốt. Anh sợ cái Trân Huỳnh này ra giùm em mày. Rồi chốt giùm em set nâu. Set nâu lấy lời chụp hình luôn rồi Lục ơi. Nãy giờ ở đó mấy set hết rồi? 5 nè. Có set đỏ chưa? Rồi lấy cái đầm nó xây XL luôn. Chốt giùm em set nâu nha mấy chị. 240 kèm chân váy quần. Chân váy quần set này nha mấy chị nha. Set nâu. Chị nào chốt set nâu ở dưới đó có set đỏ chưa luôn? Mấy rồi? Bữa nay mùng 10 rồi. Set nâu size XL của Thủy Thu Phạm. Không biết may kịp không nữa. Mà hàng không biết hàng vải về kịp không. Thủy Thu Phạm 240. Thôi chị Trân Huỳnh đừng đặt hàng nữa chị. Đặt lần nào? Không, chị em cho địa chỉ số điện thoại đàng hoàng là em có gửi đâu chị. Còn chị gửi hàng là phải cọc cạc cho em chứ không có gửi kiểu đó đâu chị ơi. À, em bán ít ít cho đủ tiền 7 bú sữa cũng được mấy chị. Chứ bán nhiều mà nó cứ toảng toảng lên như thế này thì nó cũng vậy thôi. Nó cũng như vậy thôi mấy chị. Như vậy hết á. Đau nó cũng vô đó hết trơn hết trội. Bây giờ bán cái gì nữa mấy chị? Giờ mấy chị muốn em bán cái gì nữa mấy chị? Tôi tức. Cái đầm nghĩ sao cái đầm khuy độc hàng độc đó mà thiệt đẹp mấy chị không mua rồi. Thua luôn á thiệt. Rồi đưa cái đầm nâu lên chỗ cầu thang này. Đưa cái đầm xanh ấy lên cầu thang này luôn. Xanh ra nút bạc. Một lại đàng hoàng cái đó là cái gì? Rồi đưa lên chỗ đây nè. Chỗ trước mặt đây nè. Thôi ấy rồi đăng luôn nha mấy lùng. Đăng luôn hỏi gì ship nào đăng luôn. Đưa quăng bộ nào. Quăng ra bộ nào thì đưa đây gì ấy luôn. Đưa chụp bộ nào quăng ra đây cho chị like lại lần nữa nè. Chụp được bộ nào đâu. Quần lót hết rồi. Rồi đầm nâu nè. Đứa nào đang ôm ra đâu đầm nâu. Đầm nâu 4 size. Đầm nâu 284 size. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100 tí ha. Ở sau lưng nó may cũng đẹp. Rồi bỏ đầm nâu vô luôn nè. Đầm nâu chí thiện đang cầm phải không? Rồi set xanh này 240. Set xanh này 240 ngàn. Coi thử trên bao nó ghi bao nhiêu set vậy má. Đây này chỗ chân má ghi trên bao này. 26 đây mấy chị. Set xanh này giống như cô Long Dương Quá này. Nhưng mà nó may cái nếp đẹp lắm. Tại vì vải nó là vải rũ mấy chị. Nó may cái nếp rất là đẹp và ở dưới đây có nơ. Rồi chốt giùm em set xanh kèm số ký. Set xanh kèm số ký nha. Chị nào chốt set xanh kèm số ký chốt giùm em. Xong bỏ vô bao ra má. Rồi cái lùng chụp xong mẫu nào nữa rồi, màu đỏ chụp chưa con? Rồi lên mẫu đỏ. Đầm nâu size 3 chí thiện. Sáng thứ hai ship chị Lam Anh Trần Thị. Mày chạy xuống dưới đó kêu chí thiện lấy cái đầm nâu về, tôi bị chữ nó liền à. Đầm nâu. Tao kêu mày bỏ cái bao ra ở đâu? Tao kêu bỏ cái chỗ cầu thang một dọc đi nè. Để sao tao lấy cho tao. Để tùm lum rồi tới khi tao lấy hàng không nhớ, không có thằng nào nhớ đó. Quỷ xứ à. Xếp đỏ nè mấy chị. Xếp đỏ. Bây giờ chị phải nhắn tin em vô trong tin nhắn địa chỉ kèm số điện thoại lại. Rồi đưa cái đồng vào đó. Rồi địa chỉ gửi đâu? Chị nói là chị chỉ làm bưu điện vậy thôi à.
Ủa chị kêu chị làm bưu điện à? Tụi em biết chị làm bưu điện ở đâu, gửi gì địa chỉ ở đâu mà chị nói chị mua em nhiều lần chị. Chị giỡn hoài chị. Cái bộ đỏ này là đỏ ánh kim nè nha mấy chị. Đỏ này là đỏ có ánh kim ha. Đây nè, mấy chị có cái tà hai bên nè. Cho mượn lại đầm nâu cho chị Hương Trần coi lại nè. Bộ này là bộ chính tấc. Chốt giùm em bộ đỏ chính tấc nha. 240.000 vải co giãn. Bộ đây là bộ xanh đen nè. Bộ đây là bộ cắt vú. Coi thử cái bộ này có chưa đi. Bộ cắt vú nè. Kiểm tra thử trong cái chỗ chụp hình nè. Không phải. Lấy bộ cắt vú này size XL mà. Cái bộ này là mấy chị khi mấy chị mặc lên đẹp lắm nha, nhưng mà gọn. Để lớp rất là gọn size XL mà. Rất là gọn, lấy bộ size XL đây đấy, trong mang nè. Đây là bộ chính tấc luôn, chốt giùm em xanh đen cắt vú. Gửi chị một bill em Trân Quỳnh ở dưới cùng cho rồi kìa anh, kéo lên đi. Bỏ lên nè, Trân Quỳnh sẽ đã ngồi im hết đi, có làm mẹ gì đâu mà nôn vậy. An Nhiên ra bưu điện lấy giùm kia bà nội. Hết quần lót rồi. An Nhiên bộ đỏ 70kg. Ra bưu điện lấy hàng giùm kia bà nội. Quỷ à. Bưu điện gọi điện nhắc cái quỷ à. An Nhiên nè. Rồi chuẩn bị lấy đầm nâu nè. Chưa khách chưa coi. Cái bộ đỏ hay đó là của Trân Quỳnh. Đọc Trân Quỳnh nhà An Nhiên ta chưa kéo táo mà dám ghi An Nhiên gớm chứ. Lấy hôm qua rồi, ừ ngon nó giỏi giỏi. Chị đầm đen đâu quên đầm nâu nè, mấy chế coi giùm em cái đầm nâu phơm chữ A nha. Cái đầm nâu này phơm hơi bị đẹp, nói chung là đầm dây là tới tay tôi rồi, đừng có nói gì hết trơn trời. Tôi thì tôi mặc lên cái đầm có tay rất là sang khi tôi chụp hình, nhưng mà tôi bản thân tôi thích đầm dây thôi. Ai làm gì làm vậy. Mà đầm dây nè mà không mặc áo ngực là coi như sở trường về sở đoản của tôi nè đó. Đó, đầm dây không mặc áo ngực. Đây mấy chị. Đây. Đầm nâu, phơm đầm nâu đẹp lắm, dài qua gối luôn ha. Phơm đầm nâu là phơm chữ A dài qua gối và rất là đẹp. Rồi chế nào chốt đầm nâu chốt giùm em. Còn chưa chốt đầm nâu thì bỏ lên lầu nè chị Thiện. Con quỷ bưu điện không gọi cho tôi mà nhắn tin. Có khi tôi đâu có biết. Đầm nâu. Rồi set áo nâu nha mấy chị, set áo nâu. Đưa lại cái đầm nè, set áo nâu. Ủa ở dưới nãy giờ cũng chụp mấy cái đầm xanh đen rồi biết luôn. Rồi còn cái đầm xanh đen này nữa, làm cho xem khuy đâu rồi. Đây đầm xanh đen khuy nè. Ê mấy chị cái con này thiệt năn nỉ quỳ lạy gian xin nỉ oi luôn á. Làm ơn mua giùm tôi cái con này, cái vải nó đẹp mà trời ơi thiệt đó chứ. Thiệt. Ủa nãy từ từ nha mấy chị, từ từ chết mẹ. Nãy giờ tôi quên coi cái vụ giá sao tôi bán xào xào cho tròn. Ôi em bị điên rồi mấy chị. Còn mấy bộ. Bây giờ chị Trân Quỳnh đặt bộ nào, chị Trân Quỳnh vô trong tin nhắn á, gửi hình cho em đi. Trời đất ơi, giống quỷ ghê á trời. Có nghĩa là gói hàng sau cùng thì nhận rồi, gói hàng trước chưa gọi. Ngày mai tôi xử lý cho Trang Thùy. Trời ơi coi con đầm này mấy má. Nghĩ sao con phơm đầm dày mà mấy má không đặt hàng chừng nào mấy má đặt nữa mấy má. Trời ơi coi nè. Tuyệt vời ông mặt trời luôn. Trời ơi có cái phơm đầm nè quý vị. Phơm đầm tay cánh tiên nè. Trời ơi chậm má chậm mẹ nó đẹp con cái phơm nè. Như hàng xúc luôn mấy chị. Đẹp mê say. Rồi. Ở trên chỗ đó, trên chỗ đó còn ở chỗ để bao đầm nữa không? Rồi lấy tờ giấy ghi giá băng keo luôn em. Ghi là đầm khuy độc. Bộ đỏ nó 240 con bé lùng. Cái này con ghi chưa con, cái này con chụp chưa chưa phải không? Má con lấy chúng cái bì ghi size L nè.
Lê, em thấy lê yếu nào đặt đầm nâu rồi anh? Lấy em lấy đầm mới dơ lên đúng không? Nguyễn Thị Kiều Tiên XL nè. Hôm nay về hai con đầm đều đẹp chị Tiên. À, hai con đầm đều đẹp Tiên. Lấy thêm con đầm 280. Lấy thêm con đầm xanh nút bạc nữa thằng Điên. Đầm xanh nút bạc, size XL. Đầm xanh nút trắng trắng hả con? Đó của ai? Nguyễn Thị Kiều Tiên đúng không? Lấy cái đầm nâu size XL quăng xuống cho ba Út luôn. Đưa đầm nó cho con cha. Nè Nguyễn Thị Kiều Tiên lấy thêm cái đầm này nè gắn. Đây này L nữa nè má. XL đưa cho 7 tự giải quyết rồi đó. Nhắn tin với khách là bên em không cho kiểm tra hàng nha. Đây là Tiên, Tiên lấy cái đầm này là Tiên. Đầm xanh đen là gọn lắm. Con đầm này vừa đẹp mà vừa gọn lắm. Con đầm này đẹp tàn canh giá lạnh luôn Tiên ơi. Tiên lấy cái con đầm này là Tiên. Nè lấy con đầm này đi Tiên ơi. Chị cái đơn hàng hôm trước em đặt chị Á bên giao hàng không chịu giao luôn. Nhắn tin vô Facebook em. Trời ơi xanh play nữa bà nội này. Bà rảnh thiệt đó chứ quỷ này rảnh thiệt. Hồi chiều quỷ Ly Ly Quỳnh quay làm một bao đồ 8 bộ luôn. Rồi lên cho em mấy chị bộ nâu này nè. Lên cho mấy chị bộ nâu kèm chân váy quần nha. Bộ nâu kèm chân váy quần. Chị nào chốt bộ nâu kèm chân váy quần chốt giùm cho em. Bộ này có tổng cộng 4 size ha. Lấy luôn anh Nguyễn Thị Kiều Tiên là lấy đúng size này. Bình nè 280. À, anh cứ ghi giá sẵn rồi nhưng mà tới khi làm hàng thì ghi không có thu nha anh. Nguyễn Thị Kiều Tiên cứ tính giá quan bên hông để dần khê ghê. Vì là vì không thu tiền. Rồi bộ này là chân váy quần chứ không phải quần nha mấy má. Chốt giùm em bộ nâu. Bộ nâu kèm số ký. Bộ nâu kèm số ký. Bộ nâu kèm số ký. Bỏ size L rồi. Bộ đỏ size L nè. Bỏ bộ đỏ vô đi. Lấy bộ nâu của Nguyễn Thị Kiều Tiên XL. Like rồi. 240 của Nguyễn Thị Kiều Tiên. Tao nói mày đừng có nói, để đó tao nói tao chửi cái thằng quỷ này, nó ăn hiếp được ai, đã ăn hiếp à. Cái thằng quỷ này nè, mặc đầm xanh đen 1m55-60kg chị Hiền. Hiền phải mặc bên em mà size L là chị Hiền hơi rộng rồi đó. Lấy bộ nâu của Kim Cúc Đinh. Bộ nâu của Kim Cúc Đinh nè. Kim Cúc Đinh 204 của Kim Cúc Đinh. Cái bộ đỏ ngày hôm nay về rất là đẹp. Nguyễn Hương xem lại bộ nâu dễ thương lắm Hương. Bộ đen bên bộ nâu xinh lắm Hương ơi. Bộ nâu này xinh cực kỳ ha. Bộ nâu này xinh dễ sờ lắm. Bộ nâu này cái kiểu ha, nhẹ nhàng, có tay con, dịu dàng gì đó ha. 280 con đầm. Đây. Chân váy quần nha. Đó là cái quần đó chứ không phải chân váy nha quý vị. Đây ha. Đó là cái quần chứ không phải chân váy. Chốt giùm em bộ nâu đi chị nhà bè. Lồng đưa cho miếng nước gì húp miếng này bé lồng không? Đó, rót ly đó cũng được con. Rót vô cái ly xanh cũng được. Giá nhiêu không nghe kịp. Lê Yến hỏi giá nhiêu không nghe kịp là 280. Ấy trả lời ơi. 280 với ship 20 ngàn mà đang hỏi không? Bộ đỏ. Em Nguyễn Thị Kiều Tiên. Ủa hổm giờ Nguyễn Thị Kiều Tiên lấy cái bộ bi sắn ngực cho ông. Nào. Đây bộ đỏ kèm quần chín tóc nè mấy chị. Bộ đỏ kèm quần chín tóc nha. Chị nào chưa chỗ nãy cho con chụp mấy bộ hết rồi bé lùng. 1, 2, 3, 4 7 bộ đúng không? Đây nè mấy chị, đây là bộ đỏ nè. Mấy chị coi giùm em cái tài bộ đỏ nè. Hai bên hông nó dài. Còn ở giữa thì nó bình thường ha. Mà bộ đỏ này cái vải nó co giãn và kim tuyến mịn đẹp lắm nha mấy chị. Kim tuyến mịn rất là đẹp ha. Rồi chị nào chốt bộ đỏ này kèm số ký chốt giùm em có size tới 100kg. Mùa này là em không cần tiền đâu nha mấy chị. Cho nên tuyên bố nhẹ nhẹ mà cứng cứng là từ đây tới Tết không có sale ngày nào đâu. Em chỉ sale đúng 3.000 cái áo thun này là em nghỉ. Rồi 7 bộ đủ rồi con. À, Hương Trần lấy bộ nâu với váy độc nha chị. Chị Hương Trần lấy bộ nhiêu ký Hương Trần ơi lên số ký cho em ơi.
lên số ký cho em ơi. Cái váy độc nó đang để ở đâu rồi là Bi? Bi đây nè. Đầm. Đầm mà coi thử có cái bao đầm mà đầm gì? Đầm nút khuy hàng độc không, lên coi thử đi. Sai bao nhiêu ký chị Hương ơi? XL hay L chị Hương ơi? Đầm khuy độc rồi, đứng ở trở đây. Khách chưa chốt. Chị Hương ơi. 240. Cũng ghẹo cho được rồi ha. Ha, nó chửi rồi sao lên nó hổn ha. Đấy, làm liền. Trăm triệu. Làm liền trăm triệu. Sấy L sao á, sơ mi Dior. Sơ mi Dior kèm cái quần. Rồi xả mẹ 160 ngàn. Ừ vậy đi. Rồi 160 ngàn Dior nha. 160 ngàn Dior quần váy. Bộ hàng bơm nè ông nội. Ở còn bao hàng bơm kìa. 160 ngàn bộ Dior này sale luôn. Sấy L dưới 80kg. Dưới 80kg bộ này sale luôn 160 ngàn. Chị nào chốt 160 bộ này chốt đi mấy chị, dưới 80kg. Còn chị Hương ơi, 70kg rồi, sai. Vậy khỏi lấy Bi có dưới đây đầy đủ rồi, xuống đây. Xuống núi, xuống núi. Tao quýnh rồi sao đừng nói tao cản gì không cản nha. Tao nhắc nhẹ vậy thôi, lúc đó vừa đừng nói vừa chạy vừa út ơ nha. Kiếm gì chị, nói đi mạnh dạng nói đi. Đi 160 của chị Ngọc Mai Trương. Rồi bộ này nè, 240 của Hương Trần. Đi 160 của Ngọc Mai Trương. Ngọc Mai Trương ghi giùm cái nha. Có cái chị về mua đồ mà sao không thấy vô đây mà cứ nhắn tin ở ngoài không ta. Chị Thiện xuống đây kiếm cái bao Dior đó, coi thử còn cái bộ Dior đó không. Cho cái chị Lê Yến gì anh ghi, chị Lê Yến gì 160 đi. Bộ đó 7 cho má, cái má cầm 7 cho. Ủa, hai bộ bà, cũng trồng 2 bộ mà. Không, cái đó 7 cho má đừng đụng vô, cái cục nào cột 2 bộ. Ghi Ngọc Mai Trương rồi đó. Trong đây còn bộ nữa nè. Giờ cái lấy gì không? Lấy bộ XL. Chắc con tăng lương đuổi việc má quá à. Trời ơi là trời. 254. Ủa nãy giờ lấy bộ khuyết ngực chưa gái? Nãy giờ lấy bộ này chưa? Bộ đây à. Được cái mặt vừa mất vừa mà vừa trắng là bộ này. Nói chung hàng nhiều quá bà Tiên ơi. Mấy bữa bà không vô là bà biết hàng về nhiều cỡ nào. Có con đầm đỏ ngọc trai bữa vô quay lại. Lên lấy con đầm đỏ ngọc trai 320 xuống rồi chị Thiện. Mới vô áo lẻ, lẻ giờ lên áo lẻ lại nè. Nè, bộ này khi mấy chị mặc nó sẽ căng ra như thế này nè. Có XL trọng lắm á, size L nè. Đây. Đây, đây nè, tôi cũng tranh thủ nè bà nội. Đây ha. Đây, bộ này là quần chín tóc nè, tem. Bộ này quần chín tóc nha. Bộ này quần chín tóc với mấy chị. Quần chín tóc. Sáng mai em like sớm nha, sáng mai mấy chị dậy sớm 9 giờ lên like với em nha. Để em xả áo sơ mi cho mấy chị nha mấy chị. Để em xả áo phun cho mấy chị, mai mấy chị lên sớm giúp em nha. Thiệt là mai lên sớm giúp em, tại vì 10 giờ em có cái lệnh á. Được chưa con kia mới luôn kiếm. Trời ơi, kiếm nửa tiếng vậy mà đi làm thâu á. Ăn luôn đủ dịp sớm. Gì? Ấy là cô Lê Yến hỏi là nhiêu ký. Ớn bả thiệt chứ. Dạ.
quần què nè, một ngày mà nó không kiếm chuyện là nó thiệt đó chứ. Nó đục một cái lũng mỡ mà nghe. Giờ lấy đi 9 giờ đào tạo. Ủa 9 giờ đào. À đúng rồi, chết mẹ, 9 giờ sáng mai có Zoom đào tạo vậy, like 7 giờ sáng đi mấy chị. Em quyết định rồi, dậy 7 giờ sáng đi. Tự nhiên bữa nay không có nhớ gì luôn. Bộ phết ngực size L của chị Linh Ngô là 240. Cái bộ phết ngực này khi mặc lên nó mất lắm nha cha. Bộ này coi mặt coi như bị chồng hiếp chăm á. Nguyễn Thị Kiều Tiên nè, 240 Nguyễn Thị Kiều Tiên đây nè. Ngày hôm qua là bà Tiên chưa lấy cái đầm này nè. Trời ơi đẹp mê say lắm nha. Một chấm là say đắm luôn ơi. Mặc lên cực kỳ gọn Tiên. Đỏ nè, bên cơ cho tôi nha. Đây đẹp chưa Tiên, 320 mà tôi nói vải đẹp xây sẫm mặt lờ luôn, thật lòng. Con này mà không lấy thì chừng con nào mấy chị lấy nữa mấy chị. Riêng con này không lấy là không có con nào lấy được nữa hết ha. Thông báo nhẹ cho mấy chị biết. Thông báo nhẹ đâu, chứ không có thông báo nặng nặng. Chốt giùm em đỏ ngọc trai 320. Đỏ ngọc trai 320 hàng mới về luôn. Nóng mà tươi rói rói luôn. Sao như thế thiệt. Chạy lên lầu lấy tiếp. Chạy lau lấy tiếp cái trên cùng. Ngay chỗ đầm đỏ ngọc trai bước lên 3 bước bực nữa có cái đầm vải caro đen. Lấy size L xuống luôn. Không nhớ hay vậy. Nè lấy cái đầm đỏ này size XL luôn nha. Đầm đỏ ngọc trai 320 size XL luôn. Đúng rồi, lấy cái đầm caro thì size L. Nếu mà lấy xuống hai cái đầm caro, một cái L một cái XL luôn cho Trang Nguyễn Thị Kiều Tiên chốt luôn. Thứ ba có bù lệnh đỏ nha. Vậy thứ sau ba cái một cái đỏ XL, một caro XL với một caro L. Thằng ông nội đầm nó 280 tầm nâu đúng không bé Vy? Hồi chiều có cái đống đồ mà giữa nhà á, con xếp lại chưa, con để riêng chưa, con lấy cái đống đồ đó con bỏ riêng bỏ bên thóc khác để mai đem xuống cho cô Hải, tại vì nó có size L á. Vậy còn cái đầm đã size L bỏ riêng rồi chứ không gì cũng biết chị banh ra gì chụp nữa. Cái đỏ này vải đẹp lắm. Cái đầm đỏ này vải cực kỳ đẹp mấy chị, 320 nhưng mà vải rất là mê nha. Vải mê size luôn, bán rồi mà. Rồi bộ này cũng 240 nè quý vị. Bộ này cũng 240. Mày bị điên hay sao vậy chứ thiệt. Mày nhây miết cái mày thằng kia. Nguyễn Thị Kiều Tiên 320. Bộ này là 240 nè. Nhưng mà bộ này vải đẹp lắm. Bộ này cô Long Dương quá. Bộ này là sở trường và sở đoản của em á mấy chị. Bộ này là sở trường và sở đoản của em. Kèm với quần chính tắc luôn. Bộ này 240 luôn. Chốt giùm em bộ xanh cô Long Dương quá. Rồi đầm này nè. Bé Tiên chốt cái đầm này nữa, đi chốt hàng là vừa nè. Ăn trái cây cho cố vô vừa nợ một đống đồ luôn nè. Chứ ăn gì mà ăn mập mặt luôn à. Đây mấy chị, cái con đầm, em nói mấy chị là cái con đầm caro này nó đẹp lắm nha. Cái vải nó cũng đẹp nè. Khi mấy chị mặc lên chỗ này nó sẽ căng, nó sẽ thấy như đây nè. Nó sẽ hở một cái đường trên này nè mấy chị. Nó nhu nhú, cái ngực đẹp lắm. Nó nhu nhú, nó lú, nó vú lên rất là đẹp nha mấy chị. Đây, lưu ý giúp em. Nè, tôi đang chỉ thiệu anh em lên lầu lại luôn. Để chờ một phút ha. Nguyễn Tiền, trả lời rồi. Ủa mấy hôm nay nó bị mắt đỡ thấy rồi ha. Để em trả lời cho. Đỡ tôi. Chị Thiện nó đem lên lầu cắt hai cái đó lại. Lên trên lầu. Đúng rồi. Rồi lên trên lầu cắt hai cái đầm này nè. Đỡ đó đi ạ, lên trên lầu cắt hai cái đầm này, lấy một cái đầm caro XL xuống. Em nghe bà reo ổng cười. Đừng cho ổng có like.
và mà cho ổng follow tôi là mai mốt ổng cấm tài follow tôi luôn á thiệt. Tại vì tôi ít có mất dạy á, tôi bán tôi đầm thắm cho nên người ta ít khi nào cho follow của tôi lắm. Thiệt, nói ông chồng mà đi ngủ sớm đi. Phải hết trơn trời á. Đang hết chưa con? Đang ở chỗ dẹo này bán ớ ẩm luôn, làm muốn ram có tiền ăn cơm nha con. Thiệt. Thôi giờ bán spa bán sẽ trộn cái đầm cuối cùng rồi mai 7 giờ sáng mình gặp nhau rồi. Nha bán mai khoảng cỡ 9:30 tới 10 giờ là em like. Có chị nào mà 80 chị mặc thử đi chị. Coi như coi nó có đẹp hay không. Mặc gì? Bộ xanh cô long size L má, bộ xanh cô long dương quá size L má. XL. Cái đầm này là chị nào 80 đến 100 kg quốc. Em xe cho mấy chị 140 nè. Trời ơi vải đẹp lắm. Nhất là bà nào 100 kg là bơm quốc cái đầm này giùm cho tôi một cái. Đầm phơn suông 140 có một con. Rồi chị Thiện lấy một cái ba bóng trắng vô đây. Bắt cái hàng này lên trên lầu nè. Nè ý lên lầu cô long dương quá của Kim Phúc Đinh nè. 240 của bé Kim Phúc Đinh. Bì nhỏ thôi tại đựng ít áo cao cấp này cất lại. 100 kg lấy em mẫu này. Ghi áo thun cao cấp 160 em. Mà cái bộ mà mình mở ra like á. Rồi, của chị Nguyễn Hương nhà bè nè. Bộ xanh cô long size có rồi chị. Đầm caro đó bao nhiêu 280 vô. Nhưng mà cái con vải đầm caro đó nó co giãn đã lắm. Cái độ co giãn của nó vừa và mịn mà vừa độ rũ mà vừa co giãn. Cho nên mấy chị mặc rất là dễ. Mấy chị rất là dễ mặc đó ha, dễ mặc lắm. Dễ mặc đồ lắm. Đưa đôi bút lông mà chị ghi ra chút dáng. Bộ đá. Ở trước có chỗ nào mà ấy không vậy? Mày ghi cái bút này nó không có còn mực nữa mà mày ghi được hay thì có bây. Thôi đi má kìa. Thôi đi má là cái gì? Đầm sọc caro chị mặc thử coi giờ đâu có mặc thử vậy. Miễn tiền kêu thôi đi má. Đúng rồi. Rồi sao con? Mà sao? Ra lại đi. Con muốn má sao? Mua nó mua cái đầm em nó đòi phải kiểm tra hàng nó mới nhận, xong rồi em vô cái nick nó em nick ảo, xong rồi em kêu nó cọc cái kẹt, nó chửi em đĩ chó, nó chửi em là đĩ chó gì thôi đi má. Cái em hỏi nó sao con muốn má sao cho vừa cái lòng con, cái nó kêu đồ đĩ chó để đồ bán ế luôn, kêu kệ mẹ nó bán ế để cho mấy đĩ mà 100 kg mà lùng 1m4 mà nó quấn xà rong mẹ nó đi mấy chị. Bộ xanh cô long dưới 80 kg của Ngọc Mai Trương, má lấy bộ này XL Ngọc Mai Trương ơi. Ná nhú cái vú có đẹp không? Chị chờ đây mai, mai em rảnh là em sẽ chụp liền, em đưa đây hàng lâu rồi. XL của Ngọc Mai Trương 240. Đầm sọc caro, đầm sọc caro XL lên lấy đầm sọc caro XL thằng ông nội. Ngọc Mai Trương, bộ cô long với đầm sọc caro dưới 80 kg của Ngọc Mai Trương. Cái
nào nó cũng có quy tắc. Em biết thế nào em kêu ta cọc phạt lắm mấy chị. Mà riêng những cái con mà xà lông xà lá xà lọ xà lùn xà lụa là đặt hết nha. Cái đầm đó hồi trưa em mặc chụp hình đẹp đó. Dạ cái đầm đó 900 đó chị Tiến Nguyễn Thị. Tàu ghê tàu à. Trời, người ta bán đồ big size mà nó trông cho tao ế. Ế má nó mặc hay sao ế. Xong rồi tao nói quấn xà lông chôn theo nó hay sao á. XL Ngọc Mai Trương 280. Trời ơi là trời. Thì chứ mấy cái bao đâu. Tới cái này bỏ vô là đem trên chỗ ngay chỗ phòng bé Lùng đi lên nha. Nhớ không? Ngay phòng bé Lùng đi lên chỗ bữa mới bỏ nè. Hốt cái này vô hốt từng lớp đi nè. Bỏ ra hốt từng lớp xuống. Rồi Ngọc Mai Trương. Rồi mai mình gặp nhau nha mấy chị. Mờ sáng nha. Nhớ em sale 300 cái đầm. Ba em sale 3000. Vậy bỏ bớt cái đầm cái đô để chị Thiện lên nó cắt lại. Rồi mai